Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết, nước này chưa có kế hoạch triển khai quân đội tới Ukraine. Ông nhấn mạnh điều này có thể diễn ra trong một tương lai xa và vấn đề có tính lâu dài, nhưng hiện sẽ không có binh sĩ Anh nào được cử tới Ukraine khi xung đột vẫn còn. Trước đó vài giờ trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sapp cho biết, ông muốn triển khai các giảng viên quân sự tới Ukraine bên cạnh việc huấn luyện binh sĩ nước này tại Anh hay ở các nước phương Tây khác. Tuyên bố này cũng vấp phải sự phản ứng mạnh của phía Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cho biết, bất kỳ binh sĩ Anh nào tới Ukraine huấn luyện sẽ là mục tiêu tấn công hợp pháp của lực lượng Nga. Hiện Anh đã cung cấp các khóa huấn luyện quân sự kéo dài 5 tuần cho khoảng 20.000 người Ukraine trong suốt năm qua và dự định sẽ đào tạo một số lượng tương tự trong tương lai.